Anh chỉ cách trị chim non bị liệt chân đi, mong anh ra video. Ok, thì trả lời bạn Võ Huỳnh Đăng Khoa. Thì thường mà mình nuôi cũng rất là nhiều chim rồi mà chưa từng bị con nào là liệt chân hết nha anh em. Nhưng mà có rất là nhiều anh em á là bắt được chim rừng về, hoặc là khi mua chim về lại cái nguồn thức ăn lại không ok, thì anh em lại cho ăn là thịt heo nhiều nè, ăn thịt bò nhiều nè, hay là ăn mỡ, gọi là cái thức ăn chẳng hạn như ăn gà vịt nhưng mà hàng công nghiệp á, ăn lâu thì con chim nó sẽ bị giống như khờ khờ và nó nằm nhiều, nó ít đứng đó. Thì đó là anh em nghĩ nó liệt chân, thật ra là nó không phải liệt chân nha anh em. Liệt chân mà bệnh á, thì anh em tìm mấy người bán thuốc nha. Chứ còn mà nếu mà liệt chân do nuôi tự nhiên á, thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Là đầu tiên là anh em mua con chim non về đúng chưa? Là lúc nó bông gòn á, anh em sẽ lót cho nó cái ổ nè bằng rơm rạ hay gì đó, cộng cộng nhỏ, dần dần nó lớn một chút là anh em thay thêm, lót thêm vô là cây, nhánh cây cộng to để cho nó bám víu cái chân nha, bám víu cái chân nha. Đầu tiên là bám víu cái chân để nó mau cứng chân nha, mau cứng chân. Cái thứ hai là anh em phơi nắng nó thường xuyên, phơi buổi sáng nha, lúc mà nắng đang còn chưa gắt, chưa gay gắt đó, anh em không cần phơi nhiều, phơi tầm 15-20 phút cũng được đó. Nhưng mà phơi lúc mà nắng chưa gay gắt nha, nắng gắt quá là nó le lưỡi ra là rồi ngồi là thành chim một nắng luôn á. Là tiếp theo, nếu trong trường hợp mà anh em cho ăn thức ăn mà không có thức ăn tươi thì anh em sẽ mua chim cút này, hoặc là mua chuột làm sẵn này, hoặc là mua những cái thức ăn khác như là bồ câu, hay là nếu mà bí quá thì có thể cho nó ăn ếch nhái. Ếch nhái ha, mình đang bị mất tiếng anh em. Trường hợp này thì anh em có thể là cho nó ăn đồ đông lạnh cũng được. Anh em rã đông ra, chủ yếu là để cho nó rã đông ra cho nó thật là hết lạnh, nó mát hẳn, rã cho ăn, đừng để cho nó ăn đồ ăn lạnh nha. Cho ăn đúng thức ăn á, mà ví dụ anh em còn thấy chân của nó có vẻ yếu á, thì anh em thêm cho nó trong bữa ăn á, thì một ngày cho ăn 1 đến 2 lần thôi, không ăn nhiều đâu. Cho nó ăn vừa lúp dìu lên thôi. Chẳng hạn như là chim non thì anh em cứ cho ăn thoải mái luôn, không có sợ là để cho nó to hết cỡ nha. Nhưng chim hơi lớn lớn là anh em chỉ cần cho ăn lúp dìu thôi, nó không cần thiết phải ăn quá nhiều đâu. Anh em đút bao nhiêu nó ăn bấy nhiêu mà. Nên là trong trường hợp là anh em thấy chân nó yếu, nó nằm nhiều hay gì đó, thì anh em có thể là ngoài phơi nắng, ngoài nguồn thức ăn, thì anh em có thể là cho nó thêm 1-2 giọt canxi bổ sung. Canxi cho con nít uống anh em, ống canxi cho con nít uống ra tiệm thuốc tây mua rất là rẻ thôi. Hoặc là cho nó uống thêm vitamin. Vitamin thì vitamin cho chim đồ đó nó sử dụng chung thôi, không nhất thiết gì cho chim ưng đâu. Anh em ra tiệm bán đồ cho chim, anh em mua cái loại vitamin nó cũng được đó. Hoặc ra thú y á, mua loại vitamin cũng được, anh em bổ sung. Mà thật ra nào giờ mình nuôi mình chưa từng bổ sung cái gì cho chim hết, cho nó ăn đầy đủ giống như con nít con cái nhà mình thôi. Ví dụ như nhà giàu có thì có thể mua thêm sữa, thêm đồ, thêm thực phẩm chức năng cho con uống. Nhưng nhà người ta không có thì người ta cho ăn, quan trọng là thịt cá trứng sữa nó đầy đủ thì con cái người ta vẫn phát triển bình thường mà, đúng không? Vẫn mập mạp, vẫn to khỏe mà. Nhiều khi lại bổ sung nhiều cái thực phẩm chức năng trong người, hay là nhiều con cái mà con nhà giàu nhiều khi chưa chắc gì khỏe bằng con nhà nghèo kiểu vậy đó. Thì một số cái chia sẻ như vậy ha. Thì anh em mà thấy mà con chim á mà chân nó đang bị yếu á, anh em đừng có ngại gì hết, đừng có sợ gì hết, nó nằm nhiều là bình thường. Có nhiều con chim nó đứng sớm, có nhiều con chim là cho đứng sớm á nó cũng không hay đâu, cho đứng sớm cũng không tốt cho con chim đâu. Cứ để cho nó nằm bình thường, miễn là cái chân của nó, móng anh em để ý nè, nó vẫn co quắp đồ bình thường ha, nó gân cốt nó vẫn co quắp bình thường đó. Nó hơi yếu là nó, cái chân nó yếu nó nằm nhiều thôi, chứ từ từ rồi nó khỏe rồi nó cũng sẽ đứng lên. Từ từ tới cái giai đoạn nó sẽ đứng lên, giống như là con nít là có đứa nó biết đi sớm, có đứa biết đi chậm như thôi đó. Thì anh em cứ cho ăn đúng thức ăn nha, phơi nắng sáng nha, rồi lót cái ổ cho nó đúng.
lót cái ổ cho cọng cây rồi cọng bắt đầu nó trổ lông ra, nó bông gòn ra rồi á thì lót cây cọng to to tí đó, cọng rễ cây cho to to một tí, không có thì nhánh cây cũng được, em lót vô là áp dụng những phương pháp đó cho ăn đúng nha. Một là chim cút, hai là chim hai là chuột là tốt nhất nha. Hoặc là nếu mà đi săn bẫy được một số con gọi là gia cầm á, gọi là dạng chim nước đồ á, chim cò, chim quất đồ thì càng tốt thôi, mấy cái đó đồ tươi không thôi. Còn trong trường hợp mà anh em cho nó ăn nhiều thịt bò, thịt heo hay là thịt gà vịt mà công nghiệp á, nói chung là cái chất mỡ đó đó của những con động vật đó đó thì con chim này nó tiêu hóa không thể tốt được. Ví dụ anh em nuôi đại bàng nha, đại bàng ưng đồ này kia, đại bàng núi đồ, anh nuôi nhỏ lên anh em cho ăn thịt bò, cho ăn miết luôn, có nhiều ông là rất giàu luôn, cho ăn miết luôn à, nên là tốn kém thêm thôi chứ thật ra không tốt gì cho con chim đâu. Mà con chim nó sẽ yếu, yếu là yếu cái chân thôi nha, và nó không được lanh lợi như con chim mà anh em cho ăn đúng thức ăn thôi, nhưng nó không, cũng không 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 ảnh hưởng lắm. Còn một số con như là chim ưng nhỏ nè, chim ưng nhỏ, chim ưng messa, chim ưng sika hay là ưng ấn nè, mà anh em chăm mà anh em cho ăn thịt bò nhiều là nó sẽ có nguy cơ liệt chân thật và chết nha, liệt là liệt hẳn luôn á nha. Nên là anh em nuôi một số con đại bàng to rồi anh em có thể là sẽ không thấy trường hợp mà nó chỉ yếu thôi chứ nó không đến mức liệt, nhưng mà những con chim ưng nhỏ này khả năng nó sẽ liệt luôn đó. Nên anh em để ý nha, có ba vấn đề chính nha: phơi nắng nè, lót ổ nè, và cho ăn đúng thức ăn. Rồi ok vậy thôi nhé, em chào tất cả anh em ở đây nhé.